ông Kim Jong-un kêu gọi sư đoàn thiết giáp Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Triều Tiên thị sát một đơn vị xe tăng ở tỉnh miền Nam giáp Hàn Quốc và kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 24 tháng 3 thăm sư đoàn thiết giáp đầu tiên của nước này được thành lập năm 1948, có trụ sở tại tỉnh Hoang Ga Bắc, phía đông nam thủ đô Bình Nhưỡng và giáp với Hàn Quốc, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA. Tư lệnh sư đoàn thiết giáp đã báo cáo tóm tắt với ông Kim về kế hoạch tấn công và phòng thủ của đơn vị. Lãnh đạo Triều Tiên cũng xem xét tài liệu và đưa ra chỉ đạo về những nhiệm vụ tác chiến cùng huấn luyện cho quân đội. Ông Kim đã đưa ra các nhiệm vụ và phương hướng tăng cường sự sẵn sàng và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, trong đó có chuẩn bị sức mạnh tư tưởng và tinh thần vượt trội hơn, rèn luyện thể lực và huấn luyện quân sự, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cùng công nghệ chiến đấu cho lực lượng huy động, theo KCNA. Căng thẳng trên bán đảo Liên Triều gần đây tiếp tục leo thang. Ông Kim hồi tháng 1 nói trước Quốc hội rằng Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là kẻ thù hàng đầu và kẻ thù chính không thể thay đổi. Khi thăm Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội tháng trước, ông Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên sẽ không ngần ngại xóa sổ Hàn Quốc nếu bị nước này tấn công. Ông nhấn mạnh không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định chính sách sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự mạnh mẽ là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh cho Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng 1 cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu gây chiến với nước này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.